Thưa quý vị, lần đầu tiên thành phố Hà Nội tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu nhằm quảng bá các điểm đến sản phẩm du lịch của mùa thu Hà Nội, thu hút du khách đến với thủ đô. Festival Thu Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại không gian đi bộ phố Hoàn Kiếm. Đây sẽ là một đại nhạc hội về chủ đề Thu Hà Nội, đậm đặc và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lễ hội có quy mô 150 gian hàng chia thành các khu vực thiết kế, bố trí dọc phố Đình Tiên Hàng, Lê Thạch và khu vực nhà bát giác, bao gồm khu vực giới thiệu sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch tiêu biểu và các không gian hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng. Đặc biệt, không gian cốm sẽ được tái hiện từ cánh đồng lúa nếp non đến các quy trình làm cốm mang thương hiệu cốm Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức các Văn thu với sự tham gia của tất cả các quận huyện trên địa bàn. Dự kiến 1.500 người tham gia vào trình diễn.